hồi phục khá là căng từ Bitcoin vào tối ngày hôm qua để giúp cho cây nến tuần gần nhất đóng vào rạng sáng ngày hôm nay, đóng cửa ở trên vùng 28.000 và vượt qua khỏi đường MA 89 ở trên khung tuần. Và đây được thể hiện là một sự nỗ lực của phe mua giúp cho giá được đẩy từ khu vực đáy lần trước là 25.800 để đẩy lên tận 28.000. Và về cơ bản sau khi nhịp tăng này xuất hiện thì hiện tại xu hướng giảm của chúng ta đã tạm thời kết thúc và quay trở lại cho một xu hướng mới đó là xu hướng tăng. Và vấn đề của anh em chúng ta bây giờ cập nhật lại tình hình của thị trường và chúng ta hãy cùng nhau xác định các vùng giá mục tiêu để ra quyết định và có kế hoạch giao dịch trong tuần này. Và trước khi chúng ta tiếp tục nội dung chính của ngày hôm nay. Nếu các bạn là trader mới trên thị trường hoặc các bạn đang cần tìm một nơi để cập nhật thêm những tin tức, những tín hiệu, kế hoạch giao dịch ngắn hạn và dài hạn về Bitcoin, Oncoin ở thị trường crypto hoặc thị trường forex như vàng, dầu, những cặp chỉ số thì các bạn hãy tham gia nhóm Telegram Farm Trading với mình để cùng giao lưu và chia sẻ. Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí và để tham gia thì các bạn vào trong phần mô tả ở dưới bất kỳ video nào của mình, kéo xuống phần phía dưới các bạn bấm vào đường link này t.me/farmtradingchannel. Bên cạnh đó các bạn muốn quan tâm đến Đến các kênh có nhiều kèo tín hiệu với chất lượng cao hơn thì các bạn có thể bấm vào hai đường link này để vào kênh Forex miễn phí và kênh VIP Crypto. Anh em đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Farm Trading ở đây và ấn vào hình chuông thông báo tất cả này để mỗi khi mình ra video mới mọi người sẽ nhận được thông báo ngay mà không bị bỏ sót. Và để tiếp tục thì chúng ta hãy đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay. Hello xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay và chúng ta đang ở cùng nhau vào ngày 29 tháng 5 vào những ngày cuối tháng rồi và hôm nay là khởi động cho một tuần mới thì thị trường nó đã có những diễn biến rất là mạnh mẽ vào khung giờ đóng nến khi mà giá của Bitcoin hiện tại đã đóng cửa và giao dịch ở trên vùng 28.000 và hồi phục rất nhanh chóng chỉ trong vòng một vài ngày đi từ khu vực đáy là 25.800 để quay trở lại cái mốc là trên 28.000 như hiện tại. Đầu tiên ở trên khung nến tháng thì chúng ta cùng nhau xem một xíu tại vì chỉ còn khoảng tầm 3 ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc cái nhịp đóng cửa của cây nến tháng này và hiện tại ở đây chúng ta đã có liên tiếp là 4 tháng liên tiếp là đóng nến xanh và cây nến này dự kiến là một cây nến đỏ Tuy nhiên sau cái pha hồi phục lần này thì chúng ta đang có thể thấy được rằng giá đang cố gắng nỗ lực để đẩy vùng giá lên trên khỏi 27.300 là đường ma34 ở trên khung nến tháng và nếu nhịp đẩy này thành công thì coi như là giá của chúng ta sẽ được giữ tiếp tục ở cho một cái nhịp đà tăng ở trên khung lớn và đối với nhịp này thì hoàn toàn có thể là giá nó sẽ về test lại cái vùng Fibo 50 ở trên khung nến tháng là một cái khung lớn và đầu tiên trước khi về lại Fibo 50 thì nó bắt buộc phải vượt qua được cái Fibo 382 ở đây là móc tận 36.000 thì đó là trên những cái khung lớn và khung nến tháng này chúng ta có thể nhìn thấy sau khi nếu nó đóng nến tháng ở khu vực này thì chúng ta đã biết cái xu hướng của thị trường trong khung dài hạn nó đang đi như thế nào về chung cuộc thì chúng ta vẫn đang nằm trong một cái chu kỳ downtrend và đây cũng chỉ là một cái nhịp hồi phục ở trên khung lớn còn đi vào những cái khung nhỏ hơn trên khung tuần thì đang thể hiện là một cái đà tăng khá là tốt khi mà giá nó đã về test lại hai nhịp và nhịp vừa rồi coi như là test lần hai và hiện tại đối với việc đóng nến tuần là một cây nến xanh ở trên đường MA89 thì tạm thời giá đã vượt lên trên khỏi tất cả các cái đường MA thì chúng ta ghi nhận ở đây là một cái xu hướng tăng tạm thời nó đã được quay trở lại và cần có một cái tín hiệu xác nhận đó là phải một cây nến tuần nữa. Tuy nhiên là để mà có một cây nến tuần xác nhận nữa thì cái thời gian chúng ta chờ đợi xác nhận tín hiệu nó cũng khá là lâu. Vậy nên tạm thời ngắn hạn ở đây thì chúng ta sẽ đi vào những cái kế hoạch giao dịch trong ngày để có một cái góc nhìn có thể là nó sẽ ngắn hạn hơn để giúp cho chúng ta có cái cách giao dịch theo từng cái khung thời gian trong ngày. Trên khung D1 thì nến cũng đóng xuyên thủng khỏi đường ma ba mươi vào một cây nến rất là tốt phun thân nến và đóng thẳng lên trên cái vùng là hai mươi bảy chín trăm và rsi nó cũng cho thấy là đã vượt qua khỏi cái vùng năm mươi tức là đã đi qua khỏi cái vùng áp lực bán và hiện tại ở đây thì phe long đã quay trở lại và phe mua nó xuất hiện một cái lực mua hỗ trợ rất là tốt để giúp cho cái nhịp lần này nó có thể đi lên. Ở đây trên khung nến ngày thì chúng ta đang có một đường trendline nối từ khu vực đỉnh cũ là 31.000 và 29.000. Về đây thì chúng ta đang có một cái đường trendline ở gần khoảng 28.700, 28.800. Đây là một cái điểm mà giá nó có khả năng nó lên thì nó sẽ gặp áp lực để test lại cái trendline này ở trên khung nến ngày. Và đối với cái Fibo chúng ta vẽ từ đây về đến khu vực đáy là 25.800 thì Fibo nó cho thấy rằng giá đang test lại Fibo 68 và đang có dấu hiệu rất rút râu ở cái khu vực này tuy nhiên là cần phải đóng đến ngày thì chúng ta mới cần được cái việc là rút ra và điều chỉnh hay là không tại vì trên khung nến ngày và bây giờ chỉ mới khởi động một ngày mới thôi chúng ta còn đến 22 tiếng nữa thì tạm thời ở đây là chúng ta đang thấy được là giá nó đang có phản ứng với cái vùng fibo là 68 và khả năng cao ở đây có trendline và có fibo 786 thì mình nghĩ là sẽ có một nhịp để cố gắng đẩy lên tận khu vực là quen 28.800 đến 28.900 tức là nó sẽ test lại cái vùng vừa fibo vừa trendline ở khu vực trên này đấy ở cái vùng trên này thì đây là vùng mục tiêu mà giá nó lên đến khu vực trên này thì bắt buộc là nó sẽ phải gặp một cái lực điều chỉnh và khả năng là điều chỉnh lớn. Khi ở đây chúng ta đang thấy được là ở dưới này chúng ta đang có một cái đường trendline cũng là một đường trendline ở bên dưới và nó sẽ tạo thành một cái nêm nêm giá và đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau. Nếu nó không thành công thì sẽ tạo thành một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và ở trên khung nến ngày thì vẫn ghi nhận ở đây là một cái đà giảm, một cái xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm tại vì đáy và đỉnh nó vẫn thấp hơn nhưng mà trong cái nhịp ngắn hạn thì ở đây chúng ta đang thấy là sau khi nó test lại cái đường đáy ở đây thì nó đang hồi phục và quay trở lại test lại cái đường trendline ở trên này cho nên tạm thời cái vùng giá trị là 28.160 thì chúng ta sẽ đi vào những cái khung nhỏ để chúng ta có một cái cách giao dịch về ngắn hạn còn là về dài hạn thì hiện tại ở đây là chúng ta chưa có một cái entry để chúng ta vào lệnh đối với trên khung H4 thì hiện tại là giá nó đã vượt qua tất cả các đường MA 34, 89 và 200 và kéo giúp cho đường MA 34 có xu hướng quay trở lại và cross qua khỏi MA 89 và cái nhịp lần này ở trên H4 thì nó cũng đã vượt qua khỏi cái khu vực cản rất là cứng ở trước đó đó là 27.400, 27.500 và vùng này một khi giá nó đã vượt qua thì nó sẽ đi rất là mạnh và bằng chứng là ở đây sau cây nến vào đêm ngày hôm qua nó đã vượt qua thì sau đó là một cây nến nó kéo từ 27.500 lên đến là 28.450 tức là đi gần 1.000 chả trong vòng hai cây nến H4 và ở đây thì nó đang test lại khu vực đỉnh ở đây là 28.173 thì mình nghĩ là hiện tại đối với cái nhịp này đầu tiên ở trên khung H4 thì nó đang cho chúng ta thấy xu hướng chính hiện tại đã Quay trở lại đó là xu hướng tăng đối với khung thời gian là H4 Và đối với khung D1 thì khi giá nó chạm lên đến cái vùng cản trade ở phía trên này Là 28.700 đến 28.900 Thì chúng ta sẽ quan sát cái phản ứng của giá Là liệu rằng nó có bị gặp cái trade line này Và cái áp lực bán nó sẽ xuất hiện và đẩy cái giá nó đi xuống hay là không thì chúng ta sẽ quan sát khi giá nó chạm đến cái vùng ở trên này. Còn là tạm thời ở đây thì trên khung H4 chúng ta vẫn ghi nhận đây là một cái nhịp đà tăng. Và bây giờ giá nó đang rời xa khỏi các cái đường MA 3489 và 200. Thì tại vùng này thông thường giá nó sẽ có xu hướng quay trở lại để test lại các cái vùng ở dưới này. Và khi đó thì nó mới có một cái đà để nó bật lên. Và nhịp này thì mình nghĩ là... Nếu nó về test thì nó sẽ về test ở quanh khu vực từ 27.500 đến 27.100 ở quanh cái vùng này thì nó sẽ test ở đây tại vì đây sẽ trở thành một cái khu vực hỗ trợ khi trước đó là một khu vực kháng cự. Cộng với ở đây sẽ xuất hiện cái giao điểm cross MA nó nằm ở quanh cái vùng này khoảng quanh 27.200 thì mình nghĩ là nếu giá nó có một cái nhịp về test ở đây và sau đó nó tăng lên thì nó có hy vọng là nó sẽ vượt qua được khỏi cái đường trendline này và tiếp tục cho một cái xu hướng tăng là nó sẽ lên test lại khu vực đỉnh cộng với lại phá vỡ đi khỏi cái khu vực Fibo, Fibo 786 ở đây. Còn lại nếu mà ở đây giá nó không có một cái nhịp về test và nó đi thẳng luôn thì khả năng nó lên đến 27.000 28.800 thì nó sẽ gặp một cái phản ứng rất là mạnh ở đây và khả năng là đó chính là cái nhịp và sẽ kéo cái giá nó đi xuống quay trở lại cho một cái nhịp điều chỉnh và ít nhất thì nó sẽ về test lại cái vùng Fibo 50 ở quanh khoảng 27.200 thì kiểu gì thì mình nghĩ nó cũng sẽ về test lại 27.200 thôi còn lại chiến lược giao dịch thì hiện tại cái xu hướng tăng nó đã xuất hiện rồi cho nên tất cả các cái vị thế short thì anh em nên đóng và nó đang rất là rủi ro và có khả năng là khi giá nó chạm đến khu vực trên này thì chúng ta mới cân nhắc có những cái tín hiệu đảo chiều Tức là mình nhắc lại là phải confirm được các tín hiệu đảo chiều thì chúng ta mới vào short. Còn nếu mà không thì chúng ta không nên cản tàu ở đây tại vì nó sẽ đi ngược lại xu hướng rất là rủi ro. Và nếu giá nó lên đến khu vực trên này và chúng ta chờ giá nó quay trở lại về test lại khoảng quanh vùng 27.500 đến 27.200 thì lúc đó chúng ta có thể can để bắt đầu vào entry. Và mình nghĩ cái nhịp để nó về đến đây nó cũng phải mất một cái khoảng thời gian khá là dài thì nó sẽ có xu hướng là nó sẽ quay về lại test ở vùng dưới này và đó cũng chỉ là một đó cũng chính là một cái nhịp để giúp cho thị trường nó có thể hình thành được một cái xu hướng trong vòng tháng tới tức là tháng 6 đứng trước thêm những cái tin tức rất là quan trọng sẽ được công bố vào đầu tháng và nhìn chung hiện tại thì xu hướng chính của thị trường vẫn là xu hướng tăng ở trên khung H4 thì cách để chúng ta giao dịch đảm bảo an toàn phải kiên nhẫn để chúng ta chờ giá nó về test lại 27.200 27.500 thì chúng ta mới bắt đầu tìm entry để chúng ta đến long lên và đối với cái nhịp này nếu giá nó về đến đây thì chúng ta sẽ thử sử dụng cái công cụ Fibo để xem thử là nó sẽ về đến đâu. Giả sử mình lấy cái điểm là hiện tại nó sẽ quay trở về luôn. Ở giữa khu vực này khoảng 27.300. Thì Fibo nó sẽ chỉ cho chúng ta thấy được lên đến những vùng là 298. Và vùng tiếp theo 168 đó là tại 31.400. Thì đây là những cái vùng mà giá có thể đạt được. Cao hơn nữa là những cái vùng 34.000 và 36.000 thì tạm thời chúng ta khoan xét đến những cái vùng trên này. Còn nếu mà giá nó gặp đến trendline nó mới điều chỉnh thì mình sẽ dời cái đường này lên đấy thì nó cũng sẽ chỉ cho chúng ta thấy được một cái vùng fibo là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 28 là điểm đầu tiên sau đó là lên test lại đỉnh cũ là 30.000 và tiếp theo là 31.900 32.000 và điều kiện để nhịp này xảy ra thì bắt buộc là giá nó phải có một cái nhịp về test lại và chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta vào lệnh khi mà giá nó có về đây những cái nhịp test thì chúng ta sẽ đánh thuận theo xu hướng chính của thị trường. Còn lại tại vùng hiện bây giờ thì chúng ta gần như là không có một entry nào và bắt buộc chúng ta cần phải kiên nhẫn và chúng ta phải chờ thôi. Đối với những cái đồng khác như ETH hoặc là Bitcoin thì hiện tại cái giá nó đang nằm khá là xa khỏi cái cụm MA này thì gần như là cái tỷ lệ nó sẽ bắt buộc nó phải về test lại đường MA là khá là cao chúng ta có thể nhìn thấy những cái lần trước đó anh em có thể quan sát đây, những cái lần nó lên vượt xa khỏi đường MA và ngay lập tức sau đó là nó phải có một cái nhịp để quay trở lại và nó test và thậm chí là nó phá vỡ luôn. Và đây là một cái tín hiệu phá vỡ giá và tăng nó không được bền vững thì liệu rằng lần này nó có bị như thế hay không thì chúng ta cần phải quan sát cho nên ở cái vị thế bây giờ là chúng ta không nên vào lệnh là vì thế. Rủi ro nó rất là cao và chúng ta bắt buộc phải chờ khi giá nó về test đến những khu vực ở dưới này thì chúng ta sẽ quan sát xem thử là cái phản ứng nó như thế nào đối với gap của Bitcoin thì hiện tại sau cái pha tăng ngày hôm qua chúng ta đang có một cái gap rất là lớn ở cái khu vực là 28.000 đến 27.000 một cái gap rơi vào tầm khoảng 1.000 giá 27.915 về đến dưới này là 27.100 thì 800 giá ở cái vùng gap này thì gap lớn như thế này thì khả năng là Bitcoin nó sẽ xuất hiện những cái cây nến flash đông xuống rất là mạnh để nó lấp đi những cái gap này và anh em hãy để ý đến những cái dấu hiệu đó nếu nó có xuất hiện thì chúng ta cũng có thể cân nhắc là khi nó fill xong cái gap này tức là nó về nó lấp xong cái gap này thì chúng ta có thể tìm entry để chúng ta lên lệnh long và đến thuận theo xu hướng của thị trường nếu có tín hiệu đảo chiều long và ở bên trên thì chúng ta vẫn còn một cái vùng gap nữa mà đã nhắc đến rất là nhiều nhưng mà nó vẫn chưa lấp đó là cái vùng 29.100 đến 29.200 nếu nhịp này nó tăng và tăng mạnh để lên chạm gần đến 28.800 thì mình nghĩ là nó sẽ có cái nhịp cố gắng để đẩy lên và râu nến quét qua cái vùng gap này và sau đó nó sẽ rơi và nếu nó quét được hết vùng 29.000 và nó rơi thì khả năng là cái xu hướng rơi nó sẽ xảy ra rất là mạnh đó. cho nên anh em cũng hãy để ý từng cái nhịp ở thị trường bây giờ và lưu ý rằng khi mà thị trường nó đi một cái nhịp rất là nhanh và rất là ngắn thì chứng tỏ là cái phe đẩy giá nó đang tham gia vào thị trường cực kỳ mạnh và cái việc kiểm soát giá kiểm soát hành vi giá tại những cái khung thời gian nhạy cảm tức là gần đóng đến tuần hoặc là những cái thời điểm quan trọng thì nó sẽ tham gia vào rất là nhiều cho nên nếu chúng ta giao dịch chúng ta cũng hãy để ý cẩn thận những cái khung thời gian đó cũng như là khi mà xuất hiện những cái tín hiệu mà đẩy thị trường đi thì chúng ta không có nên cạn thị trường làm gì tại vì nó sẽ đẩy lên đến tận những cái vùng mục tiêu của nó chứ không phải là nó đi theo cái tâm lý của đám đông tức là nhiều nhà đầu tư nhỏ nhảy vào thì nó sẽ đi một cách chậm hơn còn lại đây là những cái việc có khả năng là can thiệp để đẩy giá lên đến những cái vùng mục tiêu thì ra là mình nghĩ nó sẽ xảy ra những cái đợt chảy rất là mạnh cho nên chúng ta tốt nhất là vẫn nên ưu tiên thuận theo xu hướng để chúng ta giao dịch nó sẽ an toàn hơn btc.d thì hiện tại là nó đang xuất hiện hai cây nến h4 rút sâu ở vùng trên này và có khả năng điều chỉnh cao có khả năng điều chỉnh cao ở tại vùng này và nếu nó điều chỉnh về đây thì có hai trường hợp một là bitcoin nó sẽ điều chỉnh chung kéo btc.d nó điều chỉnh xuống hai là bitcoin nó sẽ đi sideways và dòng tiền được đẩy vào oncoin thì chúng ta cần quan sát thêm cái chỉ số usd.d nữa hiện tại USDT.D nó đang test lại vùng đáy cũ ở đây là 7.34 và nó cũng đã rời xa đường MA3489 và 200 rồi thành ra khả năng là mình nghĩ là USDT.D nó sẽ có một cái nhịp để quay trở lại test lại cái đường MA trên này cũng là test lại Fibonacci 50 và đối với cái nhịp USDT nó lên và nó test thì khả năng là toàn bộ thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp điều chỉnh sớm thôi ở trong cái khung thời gian bây giờ cho nên là các cái vị thế nếu mà gọi là chúng ta thực sự tin vào cái chuyện là nó đi lên luôn từ cái thời điểm bây giờ thì theo mình thấy nó cũng hơi khó và nếu Bitcoin nó có những cái nhịp sideways thì anh em có thể kênh những cái đồng altcoin để chúng ta lướt ngắn hạn theo cái xu hướng long còn lại tốt nhất vẫn nên chờ Bitcoin nó về đến những cái vùng ở quen 24.000 27.500 đến 27.200 27.100 thì nó sẽ an toàn hơn DSI Sáng ngày hôm nay mở cửa đầu phiên tuần mới của DSI thì nó đã tăng lên đến khu vực là 104.3 điểm tuần trước và hiện tại đã bắt đầu có xu hướng quay trở lại khi mà xuất hiện cái dấu hiệu phân kỳ ở trên đỉnh này. Đối với giá và đường RSI thì nó đang phân kỳ ở đây thì nó có xu hướng quay trở lại và giảm xuống. Và đối với cái nhịp giảm này của DSI thì các thị trường khác như vàng và Bitcoin sẽ tiếp tục được hưởng lợi và sẽ tăng rất là tốt. Và nó cũng đã đi một cái nhịp giảm khá là sâu rồi thì khả năng mình nghĩ là thời gian bây giờ là một cái thời gian nó cần có một cái nhịp hồi phục quay trở lại lên để test lại những cái vùng giá của những người mua lớn và những cái vùng giá nó cần phải phục hồi về để lấy thêm cái thanh khoản để có thể tiếp tục một cái đợt sóng hoặc là đảo chiều. Về tin tức ở trên thị trường thì ngày hôm qua một trong những cái tin giúp cho thị trường nó có cái cơ sở để nó đẩy giá giống như ngày hôm nay chúng ta đang thấy đó là tin tức về nợ trần của Mỹ đã được đồng ý và thỏa thuận để nâng cái mức nợ trần lên 31.000 31,4 nghìn tỷ. Và sau cái tin tức nâng nở trần đó của Mỹ là một cái tin tức tốt cho ngắn hạn thì thị trường đã phục hồi và như chúng ta đã thấy là Bitcoin nó đã hồi phục lên đến trên 28 nghìn. Nhưng mà đó cũng là một cái thông tin nó về phần dài hạn thì nó sẽ không có được tốt tại vì cái dòng tiền tiếp tục được bơm ra thị trường và cái áp lực lạm phát và áp lực lãi suất của Fed nó sẽ tăng lên rất là cao. Cho nên ngày hôm qua mình đã có một cái bài post ở trên Telegram là cũng đã cảnh giác với anh em là tiền tiếp tục được bơm ra thì có thể là giúp cho thị trường nó hồi phục trong ngắn hạn. Tuy nhiên là sau đó là cái việc mà siết chặt lãi suất và áp lực lạm phát của Fed nó phải can thiệp vào thì càng ngày càng tăng và hiện tại thì cái tỷ lệ tăng lãi suất là 0,25%. Trong ngày 14 tháng 6 ở cái đợt tăng lãi suất sắp đến đang được tăng lên. Cho nên đây cũng là một cái vừa là một cái tin tốt vừa là một cái tin không tốt về phần dài hạn cho tất cả các thị trường tài chính. Và trong tháng 6 cũng như là trong tuần này nó sẽ mang đến những cái tin tức rất là quan trọng Uh, và ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường crypto chúng ta đó là tin tức ngày 1 tháng 6 ở bên thị trường Hồng Kông sẽ chấp nhận tiền điện tử và đó cũng là một trong những cái tin tức nó đang được thị trường hưng phấn thì mình nghĩ là khả năng là chúng ta sẽ có được một cái nhịp đẩy của toàn bộ thị trường là đẩy từ giờ cho đến khoảng tầm đầu tháng 6 và sau khi có tin tức thì khả năng chúng ta sẽ chưa biết chuyện gì nó xảy ra có thể sau khi tin thì giá nó đã chạy xong và lúc đó nó sẽ xảy ra những cái nhịp thanh khoản nhất định. Quay trở lại về phần tin tức ở trên thị trường. Về lịch tin trong tuần này thì chúng ta sẽ có vào những cái ngày. Ngày hôm nay thì thị trường ở Mỹ là nó sẽ đang nghỉ lễ. Và đến 9 giờ ngày mai trong tuần này thì chúng ta sẽ có các tin về CB Consumer. Các cái chỉ số về tiêu dùng. À, 11 giờ 30 ngày 31 chúng ta sẽ có tin về FOMC. Sẽ có một cái bài phát biểu ngắn. Tiếp theo đó là ngày đầu tháng 6 khởi động cho một tháng mới thì sẽ có các tin về ADP non farm tỷ lệ thất nghiệp uh, FOMC sẽ có một cái bài phát biểu cộng với đó là các tỷ lệ về non farm và thất nghiệp và trung bình tiền lương trong một tháng của Mỹ nó sẽ được công bố và đây là những cái dữ liệu tin tức vào đầu tháng thì khởi động cho một tháng mới thì rất là nhiều tin và kèm theo đó là hai cái tin hiện tại đang ảnh hưởng lớn đến thị trường đó là một là cái tin nợ trần lãi suất nợ trần một là cái tin nợ trần của Mỹ và hai là cái tin về Hồng Kông đó là hai cái tin tức nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường tại thời điểm bây giờ vào đầu tháng 6. Anh em hãy lưu ý, thị trường đã có một sự nhích nhẹ về chỉ số hưng phấn nhất định lên đến con số là 52 điểm mặc dù cũng không phải là quá là nhiều. Tuy nhiên là tâm lý thị trường nó đã hồi phục một phần nào đó sau những cái đợt tăng vừa rồi. Khối lượng giao dịch trong những cái ngày vừa qua nó đã tăng lên một cách rất là đột biến và toàn bộ thị trường sáng ngày hôm nay nó đã xanh và đã tăng rất là mạnh rồi anh em có thể thấy là khối lượng giao dịch trong ngày hôm qua đến bây giờ là đã tăng rất là nhiều trên 100% đối với Bitcoin và 63,9% đối với ETH thì hiện tại nó vẫn đang tập trung vào những cái đồng coin top nhiều hơn là những cái đồng on coin. đấy rất là nhiều đối với khối lượng order book thì hiện tại cái vùng giá bây giờ nó đang không có nhiều cái khối lượng đặt để giao dịch và chủ yếu nó sẽ tập trung ở hai cái biên đó là 28.650 và biên dưới là 27.670 thì đây sẽ là hai cái nơi tập trung các cái lượng mua và bán. Thì hiện tại thì chúng ta đang có thể thấy là nó cũng khá là tương đương như nhau, mặc dù phe mua nó đang nhìn hơn phe bán một xíu, thì cũng hợp lý thôi, tại vì xu hướng chính của thị trường vẫn là xu hướng giảm, à, xu hướng chính của thị trường hiện tại vẫn là xu hướng tăng, cho nên là cái phe mua nó đang chiếm ưu thế và đa số nó vẫn chờ một cái nhịp hồi phục về test lại cái vùng ở 27.600, 27.500, thì người ta sẽ bắt đầu vào các cái lệnh long lên đến khu vực khoảng quanh 29.000, người ta sẽ chốt lãi thì nó sẽ là một cái nhịp an toàn ok nhìn chung thị trường của chúng ta hiện tại thì nó đã quay trở lại cho một cái nhịp tăng rồi và việc của anh em bây giờ là chúng ta cần phải chờ đợi entry cho một cái nhịp điều chỉnh và chúng ta sẽ có entry để đánh thuần theo cái xu hướng chính của thị trường mà thôi. Còn trong cái nhịp này thì khi mà Bitcoin nó về thì anh em hãy ưu tiên có thể là chọn ra thêm một số các cái đồng oncoin để chúng ta đến. Tại vì cái nhịp này đối với BTC.D như thế thì mình nghĩ là cái dòng tiền nó sẽ được đổ vào oncoin sớm thôi và oncoin nó sẽ được tăng mạnh hơn nữa và đặc biệt là những cái đồng oncoin nó tiềm năng mà nó chưa có tăng nhiều. Và những cái đồng nào nó đã tăng hoặc là nó tăng giai đoạn trước và nó không phải là những cái đồng có cái uh, thực sự là mạnh thì anh em cũng có thể là cân nhắc nó và lựa chọn những cái đồng khác để giao dịch tại vì nó sẽ có cái dòng tiền tốt hơn những cái đồng mà nó đã bị tăng rất là mạnh và hiện tại dòng tiền nó đã bị rút ra rồi thì chúng ta cũng không nên ưu tiên giao dịch tại vì nó sẽ tăng rất là chậm hơn so với một đồng số đồng khác Ok, những cái chi tiết hơn thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em ở trong channel Telegram nhé. Chúc tất cả anh em chúng ta có một tuần mới giao dịch thật là thành công và tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả mọi người.